Hạnh à, phụ nữ bọn em yêu bằng cảm xúc mạnh, nhưng mà để không bị chán thì lại cần tới cảm giác mạnh, có đúng Đúng anh ạ. không? Em thấy đấy, thằng nhỏ thì mặc dù nó tên là nhỏ nhưng mà vai trò của nó thì lại không hề đơn giản đâu. Nó chính là linh vật nắm giữ hạnh phúc và bình yên của gia đình đấy. Thế nên đàn ông bọn anh luôn phải nuôi dưỡng và giữ gìn thằng nhỏ cho thật tốt. Nhất là những anh em mà trên 30 tuổi thì đó là cái thời gian mà bắt đầu phải suy nghĩ tới cái việc là dưỡng súng nha. Thế thì những anh em nào mà bắt đầu quan tâm tới việc dưỡng súng hoặc thấy súng của mình đang có vấn đề thì nên trải nghiệm cái kẹo dưỡng. Chưa lên cả trải nghiệm cao xuyên xú nhá. Phải dưỡng cho con thằn lằn thật tốt thì lúc đó mới lên sử dụng cao xuyên xú sau. Thì một hộp này có 30 viên. Giúp cho anh em ăn hàng ngày, mỗi ngày ăn một viên. Bỏ vào trong túi rất tiện lợi, không bao giờ bị quên không uống thuốc thì sẽ giúp cho anh em lúc nào cũng khỏe mạnh. Những anh em nào bình thường thì một năm dưỡng bằng hai hộp để bổ sung dưỡng chất, đây là thực phẩm chức năng bổ sung dưỡng chất vào trong cơ thể. Còn những anh em nào mà đang có vấn đề thì trải nghiệm 4 hộp, anh em sẽ thấy sự khác biệt hoàn toàn. Inbox hoặc để lại số Zalo để Quang tư vấn cho cách dưỡng súng hoàn hảo anh em nhé.